Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào mọi người, tôi là Paisan. Xin chào mọi người, tôi tên là Fatima. Mấy ngày hôm nay thì trời rất là nắng nên là hôm nay mình sẽ quyết định là đi một củ cải mọi người ạ. Củ cải thì đợt này chỉ còn những cái củ nhỏ thôi á, nên là mình sẽ đi nhổ và mình sẽ cắt để phơi làm cái món củ cải khô xem thì nó như thế nào. Nói chung có nhiều quý vị khán giả đã góp ý với mình là làm món củ cải khô khá là ngon nên là mình sẽ thử làm xem nó như thế nào nha mọi người. Ojuvamu ranga củ cải. Vamos ranga củ cải á. Tá bem. Yeah. Vậy là primeiro aquele lado. Lado junto de cenoura, yeah? Sim. Vai, ranga tudo. Về também capim, ranga também capim, yeah? Tá bem, chef. Cái này là cũng chuẩn bị là được rồi mọi người này. Bởi hôm nay phơi khô nên là bây giờ những cái hạt nó có thể tách được rồi này. Đấy. Những cái này này, nó tách dễ dàng lắm. Chắc chiều nay là cho cả bàn ấy là sẩy luôn để mà lườm hạt ra. Đấy là những chỗ này là nó tượt xuống này. Đấy, được nhiều lắm. Đợt này là như vậy là tháo giống luôn. Ở chỗ này là hôm trước là có nó vắng ra ngoài ấy. Trong là cả bàn quẹt sân ra nè. Bây giờ nó mọc lên đây này. Đấy. Chỗ này nó mọc tốt luôn đấy. Đấy là cải đấy. Đấy, nó mọc này. Thôi, giống như kiểu là chỗ là ươm đây luôn. Vài bữa này nó to lên nó bắt đầu bừng ra ngoài trong. Bây giờ toàn con những cái củ bé như thế này thôi. Củ bé này cái lá này vẫn đang còn là tươi này. Nó mới lô cột ta. Cột ta ra. Nó, cột ta ra đẹp hả? Acabar ra đẹp tira. Me pega, metela. Đợt này nhổ xong củ cải thì tiến hành trồng những cái khác. Ainda tem muito, né? Sim, ainda tem muito. Chef, vamos fazer vamos cozinhar, chef. Vamos vender. Vamos cortar pequeno, pequeno. Sim. Depois coisa. Depois meter no sol. No sol. Ah. Ele vai ficar seca. Depois cozinha. Tá bem. Ah, também é bom. Bom, sim. Cozinha com coisa, com peixe, com carne. Muito bom. Cuidar muito. Vou provar, chef. Vamos provar. Yeah. Esse é o feijão do coso, né? Bravo, né? Sim. Sim, esse é feijão bravo. Ah. Até tem colega que não sabe, chefe. Temos aqui um colega que não sabia feijão bravo. Pato não sabe feijão bravo. Sei, chefe. Bem, nosso Vietnam tem muita comida, né? Tipo, vem. Isso pode comer fresco. Pode comer seco. Ei. Tem muita comida, muito barato, né? Lá, chefe, olha aqui. Naqui é caro, chefe, a comida daqui é cara. Quem? A comida daqui de Angola é cara. Agora lá no país da Bolsa, barato. Não, você, se tipo, comer tudo coisa, né? Depois vai ficar barato. Agora aqui não tem comida, mas é também escolher comida. Sim. Assim caro. Tem muito verdura. Não sabe comer. Que temos que escolher a verdura que temos que comer, chefe. A mais boa. Então, se ganhar daí, 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 lựa củ to mình bán cho họ luôn, còn cái củ nhỏ thì để mà phơi ấy, nốt công nó nhổ luôn. Ui tu capi. Muito capi. Significa terra muito bom. Mình để ý là củ cải Việt Nam ấy thì nó ra hoa rất là sớm luôn và nhanh bị sụp. Còn cái giống củ cải của Trung Quốc ấy thì nó sẽ để được lâu hơn. Chẳng hạn như cái luống phía sau nhà ấy là cái luống đấy bây giờ là cái củ cải của Trung Quốc là hiện tại tới bây giờ vẫn chưa bị sụp mà gọi là đang còn non luôn ấy.
Còn như ở đây này, cái này trong 6 nhưng mà lại bây giờ của Việt Nam là liên hoa luôn. Mà nhổ lên là sổ vệt, đây cà rốt đấy mọi người. Cà rốt đợt này mưa nhiều quá nên nó không biết củ nó được như thế nào đây. Mình sợ nó hư mất. Mình thử nhổ một củ lên xem thế nào. Đấy, củ bây giờ là được như thế này đây này. Tính ra là khoảng được 7 tháng đấy nhỉ. Khoảng gần được 3 tháng đấy mọi người ạ. Cái này là trong từ cái thời mình mở nông trại ra tới giờ đấy. Cũng gần được 3 tháng đấy. 3 tháng mà củ vẫn còn khá là bé nhỉ. Đấy, củ như thế này đây này. Cây thì nó tốt, chắc là bao nhiêu chất dinh dưỡng nó ăn vào trong cây này đây. Ở Việt Nam mình nhớ là cái cây của củ cà rốt thì thường nó ngắn đấy. Nó tầm đâu khoảng bằng này này, 30 phân thôi. Nhưng mà ở đây thì nó cao này, cao mà củ được bé tí. Đấy, củ này thì cũng bé như thế này. Có lẽ trông không đúng mùa hay sao ấy, mà nó không được to lắm. Nó to nhưng mà nó ngắn này. Đấy. To thì cái này như băng khoảng cái cân liêm đấy, mà nó ngắn này, nó không được dai. Cà chua bi lên này, trái sai không? Cà chua này ăn thì hơi nhuần nhuần đắng. Răng cài á. Đấy, sắp mưa tới nơi rồi, tự nhiên ngày hôm nay chọn cái ngày để đi nhổ củ cải để mà phơi đi. Đây mưa. Đấy, mưa tới nơi rồi đây. Phato, tao ổn đi. Đây, rapido. Đấy, otro faze isu. Ta ba tay mais um isu tao. Aquela branca. Não, não sei se. É, outro lado. Bota. Oi, chuva bem. Grande chuva. Passa aí. Passa nesse lado. Aqui, tem que dividir assim, ué. Corta assim. Com quatro? Yeah. Não, corta assim. Pequeno, pequeno assim. Já? Yeah? Entendeu? Assim. Aí. Lava a mão aí, lava a mão. Já estamos na culinária do Bocaio hoje. Isso depois fica seca, comer bem. Cozinhar com o quê? Com carne. Carne, peixe. Các bạn ở bên này có cái kiểu cắt ngược này này. Khác với nhà mình. Đấy, toàn là cắt ngược đây. Oh, bom menino, bom menino. Aprendeste rápido. Aprendei rápido, Sun. Não muito coisa. Grande, grande. Dividi três, chega. Yeah. Assim chega. Por causa quando fica seca, ele vai ficar pequeno. Isso de grande. Cái mưa này cắt như này rồi thì mình về mình nhờ một cái anh người Việt Nam làm mình mì mọi người. Đấy, về chắc mình nhờ bà anh ấy sấy cho nó nhanh. Cái trời này mà cứ mưa mưa nặng nặng cái này phơi nó cũng chẳng khô đâu. Đây, phá tô công coi rồi công rô ra tên kia cà ba cái lẻ. Nó cà ba đi. Mày leo lê va đen rù nào.
Lentena down. Đây xí mà mày. Đây. Một lối gần hai lối đấy, gần hai lối với con tưng này đây. Được ít đấy. Thế tôi gọi là đi một đấy mọi người, những cái mà nhỏ nhỏ như này. Còn một lưỡi rưỡi thì buổi sau mình nhổ tiếp về, phơi tiếp cho một lúc nhiều quán ha. Không ấy. Làm không kịp ấy. Lê vào dentro ấy, xuống vai. Lê vào dentro. Chỗ này thì có cái bạc Việt Nam hay bạc mua nên cho những cái củ to này mình để bán đấy. Hiện tại thì trời đang mưa nên là mình cũng tạm dừng công việc và tổ chức cho các bạn này một trò chơi mini game nhỏ nhỏ để các bạn này luyện tập cái kỹ năng gấp đùa ấy. Cái kỹ năng gấp đùa, cái trò chơi này thì hôm trước có một vị khán giả thì cũng đã góp ý với mình là khi nào chơi thì cho các bạn này tập chơi những cái trò mà sử dụng cái đùa mình để gấp những cái hạt đầu, hạt đổ, hạt lạc gì đấy để cho các bạn này luyện tập thêm cái kỹ năng sử dụng đùa ấy mọi người. Thì ngày hôm nay là mình đang lúc trời mưa thì mình sẽ cho các bạn này chơi luôn cái trò chơi này. Hola pessoal. Sim. Agora eu tenho uma mini game. Mini game tem quem ganhar tem dinheiro. Tá vendo? Assim. Agora nosso assim. José uma grupo. Pois há uma grupo. Nosso vai dividir dois grupos. Tá vendo? Eu tenho aqui em Cuba. Em Cuba aqui. Eu vou despejar aqui no prato. Dois pratos aqui. Dois grupos, cada pessoa vai vir usar pau. Para tirar no, onde está, meter no coso. No outro lado, tá vendo? Nesse prato, meter outro barato. Assim. O 10 minutos. Quem conseguir mais quantidade, vai ganhar. Aquele grupo vai ganhar. Vai ganhar quanto? 2.000. Tá bom. Agora, José escolher. Pois ao escolher, hein? Yeah, você é grupo. Agora, dois meninas do lado, hein? Yeah. Por exemplo, fator primeiro vem, né? Tira cinco. Depois ele vai aqui no fim. Outro encostar aqui, tá vendo? Continua, José, vem. Tá vendo? Cinco, depois para trocar outro. Yeah? Entendeu? Entendeu? Cinco, troca. Su fica aqui fazer hábito. Yeah. Yeah. Su agora vê, não vou de ver pessoa coisa, yeah? Usar mal ou qualquer coisa, tá sabe? Yeah? Su nem hábito. Eu ensinar mais uma vez, yeah? Mete aqui, tá vendo? Assim. Dois, usar dois nessa dedo, como nessa dedo, tá vendo? Dois dedos nessa, usa isso para girar. Isso, primeiro dedo, tá a travar, tá vendo? Assim, tá vendo? Vixe, assim. Difícil. Por isso eu quero assinar para você depois também saber usar pau, tá vendo? Você tem habilidade para usar pau, entendeu? Yeah. Outro dia eu cozinhar. Outro comida, consegui. Entendeu? Tá tudo? Tá reparado? Yeah, agora. Đây, mình sẽ đổ lạc ra đây. Cho cả bàn ấy là gắp sang. Thì nữa là bên nào nhiều hơn thì sẽ được thưởng 2.000 mọi người. Primeiro capitão vem primeiro, é que sai. Eu vou medir coisa, já. Sun controla bem, já. 10 minutos, já. Todos assim 10 minutos, já. Quando é sama, tem que correr rápido para fazer, já? Sim. Senão vai perder tempo, tá vendo? Já tá reparado? Todos?
Respira, respira. Respira. Vamos. Un, dos, tres, vamos. Đấy, mình bây giờ mình bấm đồng hồ đấy nha mọi người. Để cho các bạn ấy là trong 10 phút xem thử coi là. Đúng. Volta, volta. Volta, volta. Cosa, cosa. Cosa, cosa. Volta, volta. Aí, cosa, cosa. Vai, vai, vai. Força. Nào, ung, cara ung sổ. Ung sổ ya, ung. Đôi nào con ta ya, xuống. À, bom. Vamos lá, vamos. Vamos, Jerico, vamos. Vamos, Jerico, vai. Tá pronto, capitão, vamos. Volta aí. 5-5, tem que voltar, já. Vamos. Vamos, deixa, vamos. Deixa, vai. Vai. Rápido. Dois minutos. Tá bom, assim tá bom, já. Duas. Fica, senta, senta, já. Pegar aqui lá em cima. Três, quatro, né? Quatro. Vai, deixa outro. Outro. Três minutos. Aperta, não assim, aperta, já, yeah, assim. Não, não vale. Não vale. Já é com esse G4, né? Não, 4 minutos. Vai, vai, é outro. Todo isso tem que direito para fazer, direito assim, tá vendo? Vai, vem, vem, outro vem, vem já. Cinco, já, volta, vem. Ei, você tá onde? Vamos ali, meteu, apertou. Meteu, apertou, é? Olha, só tem 4 minutos. Quatro. Caneta já, né?
5, vai dar conta. Não, agora. Ah, agora, né? Vamos limpar, vamos 4, o pai vai rápido, vai lá. O pai vai lá. Paulo, vamos, 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 vamos. Vamos, Paulo. O último mesmo, Paulo. Vai lá, rapaziada. De novo, minha vez. Chefe, da grama me ensinou mesmo, daquela vez. Ela não tá conseguindo. Só tem mais 3 minutos. Só 3 minutos. Tem que ir rápido, é rápido. Assim não conta. Não conta, chefe. Ei, assim não, assim não. Falha. Espera! Tem que apertar, é? Devagar, Fato. Já. Vamos aí. Capidu, só tem mais 1 minuto. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, vai lá, senta aí, né? Vamos contar, já? Sim. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. 89. Tem que ficar aqui nesse lado, já? Vai aqui lado, já? Fica atrás, ouviu? Para outro controlar também, já? Para não, Huawei, já? Tem que girar assim, né, chefe? Já, girar aí. Tá tudo reparado? Sim. 1, 2, 3. Vai aquele lado. Já. Vamos assim. Não, bode. Já. Tá bom. Vamos, volta. Tem que apertar, pessoal. Já, tá bom, vamos. Aperta. Devagar. Cada só, você escolher muito também, não vai dar. Isso, dois pau tem que ir junto, já. Um só, já, um. Não vale. Devagar. Fazer coisa para ele. Tem que apertar, é? Já, assim mesmo.
4 Falta 1 5 Quase que eu tava com ele. Tá bom, mano. Oi. Vamos lhe matar. É ligado. 5 4 3 2 1 Para. Não tem momento. Ganhamos. Bem ganhado. Agora vamos contar. Temos mais mesmo. Você vai ganhar. O chefe é você que vai contar. É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 101, 102, 103, 104, 105. Tá aqui, chefe. Botar um linão. Espera, é? Vai contar. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99. Ai. Ganhamos! 105! Primeiro ganhamos! Nada, só ganhamos! Senta aí, senta aí! Vai lá, senta! Vai lá, senta! Trận đấu thì là nói chung là cả bàn trên nắm rõ cái luật nên là thì là phía của bà đội trưởng của bàn Pây Giáo bàn thắng, nhưng mà lần thứ hai thì bên đội Jose thắng, nhưng mà bàn của đội Pây Giáo không phục mọi người ạ. Thế mình sẽ cho các bạn này thi lại một lần nữa, gọi là lần final này. Finalmente. Sim. Yeah, mais uma vez. Agora só 5 minutos. Sim. Só 5 minutos. Pode ser, você pode organizar qualquer pessoa. Organizar mesmo. Vai, organiza a pessoa. Já? Yeah? Sim. Tá vendo? Já tá? Não foi, mano. Nem importância. Tá reparado? Sim. É, agora ninguém reclama mais, é? Mais uma vez, não pode assim, entende? Aperta mesmo, aperta conforme está assim, aperta, é? Aperta, por causa eu quero você tem habilidade para usar pau. Vai. 1, 2, 3, vai. Você foi me ensinando? Controlar, já? Sim. Ei, quero uma moça grande, chefe. 3. 5. 4. Vai. Outro. Bumba mesmo, nós como respira bem. Bate dois já, nem já tá mais. Tá vendo? O mambo fica só com uma posição. Colo. Pode falar. Os primeiros serão. Vai. Paulo. Fica ainda lá. Já. Quando acabar, vem. Chefe, controla. Pega bem. Se não. Pega bem. O outro lhe pega bem, mais importante é só. Thực sự là mấy bạn chưa dùng chưa quen nên cũng rất là khó luôn. Mình đấy mà thì dù mình sử dụng cái đùa đấy mình gặp khó nữa mà
chefe, eu vejo. Tá metendo bem. Tá apertado. Tá apertado. Tá apertado. Tá apertado. Vamos. Ah, que no caldo, tipo como começa aquele arroz daquele dia. Tira lá uma só. Dois. Vai. Caiu, caiu. Matou rapidamente. Sim. Eu não vou dar mais coisa, eu já sei pegar bem esse pau. Eu também. Essa massa é que está me fazendo. Boa, professor. Esse não é gente, não. Boa, professor. Sim. Đấy, xuống bắt đầu quen rồi đấy. Vào. Số tay mai đôi minut. Vai. Eu não tô demorando mais. Vai. Uau, Rosa! Uau, Rosa! Não, não! Vai! Um só! É. Paulo, lembra no arroz? Lembra no fundo? Lembra no arroz, Paulo? Já tava tá lá. É duas. Olha, olha, olha. Tem que juntar dois, tem que juntar dois mesmo. Vamos botar três. Quatro. Paulo, último mesmo. Último mesmo, dá você. Não é o último dele, ele é o outro. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Tá bom. Para. Para. Ô, Betinho. Agora conta, é? Vem, vem. Ah, vamos contar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Fica ainda lá, já? Fica ainda lá. Cinquenta. Cinquenta e quatro. Para José. Cinquenta e quatro. 54 na hora, tropa. Estamos aqui no bico duro, chefe. Então, 54! Sim. Bravo! Vamos lá, vamos lá! Agora! Do coiso! Vamos entrar com 50. Vamos contar, é? 1, 2, 3, 4, 5.
46, 47, 48, 49, 50. 50. Olha lá. Olha lá. Senta, senta, senta. Agora perdeu? Não tá falando, já? É? Agora é coisa mais importância. Eu quero você saber usar pau. Tem habilidade usar pau, tá vendo? Outro dia, quando eu fazer comida, vai conseguir com comida, com nosso comida, nosso comida do vietnamita, tá vendo? Yeah. Então, pode fazer isso com coisa, com bambu. Aguenta mesmo. Tipo, treinar mais, tá vendo? Treinar mais. Para aguentar. Outro dia, mas outro jogo igual assim. Entendeu? Gostamos do jogo. Hum. Não, jogo mesmo. Jogo só beijo. 54 angues. Agora, coisa aqui. Capitão, vem. Tá aqui, chefe. Tá aqui. Muito obrigado. Đội của bạn José thắng, tuy nhiên là bạn cũng chiếm một nửa cái số tiền thưởng cho đội của bạn bây giờ. Thì mới biết là cả bạn này cũng đoàn kết, nói chung là mình đã cũng thấy là rất là vui. Eu muito alegre por causa de você saber dividir assim. É assim, grupo é união, tá vendo? Yeah. Eu quero também, você também é forço quando trabalhar conforme tá jogo, conforme tá coisa também, união assim. Yeah? Yeah. Agora já tá tarde, vamos casa. Thì bây giờ trò chơi cũng đã kết thúc rồi và cũng như đã khá là buồn rồi. Mình cũng xin tạm dừng video ở đây và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.